Em đang phân vân mà không biết chọn một cái mẫu cam hành trình nào cho chiếc xe của mình, thì hôm nay em có tư vấn, hôm nay em có lắp đặt trên chiếc xe Toyota Cross với phiên bản 2024, lắp cho chiếc xe này một bộ cam hành trình Vietmap KC01 anh em nhé. Đấy, bộ cam hành trình này thì nó sẽ có ghi hình đồng thời cả trước cả sau cho anh em này, và hỗ trợ cảnh báo giao thông cho anh em đây, với rất là nhiều tính năng cảnh báo đây, ghi hình kép này và cảnh báo giao thông, ra cảnh báo tốc độ ra vào khu dân cư này, và cấm dừng đỗ xe này. Đấy, rất là nhiều cái tính năng cảnh báo cho xe. Và đồng thời con này thì mắt cảm biến của nó sẽ là mắt cảm biến của Sony, cho ra chất lượng hình ảnh rất là sắc nét, với cam trước là 2K và cam sau là 1080 Full HD. Đấy, cho ra hình ảnh rất là sắc nét. Đấy, có vị trí lắp cam thì ở đâu ạ? Cam sau thì đã được lắp vào cái vị trí đằng sau của chiếc xe này. Đấy, anh em gắn vào đằng sau cái kính hậu bên trong để nó ghi hành trình ra bên ngoài. Còn cam trước thì rất là lắp rất là thẩm mỹ. Thì cái bộ hành trình Vietmap KC01 nó chỉ nhỏ gọn như thế này thôi cho anh em thôi này. Đấy, anh em gắn vào, gắn rất là gọn gàng và rất là thẩm mỹ, gắn lên cái vị trí này để nó ghi ra hình vị phía trước thôi. Dây sẽ được đi gọn vào bên trong những cái hệ thống điện theo xe của nguyên bản của xe. Đấy, rất là tiện lợi, rất là dễ dàng cho anh em nhé. Đấy, với bộ cam này anh em chỉ bỏ ra tầm khoảng 4 triệu thôi là anh em đã sở hữu ngay bộ cam hành trình này rồi. Còn anh em lắp đặt cam hành trình ở đâu ạ? Đến ngay AK Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để lắp đặt cam này hành trình nhé. Bên em với rất là nhiều thương hiệu như của Xiaomi, Vietmap, Webvision, DDVI, rất nhiều cả mẫu cam nổi tiếng trên thị trường hiện tại đang ở, hiện tại đang có sẵn tại showroom. Đấy, anh em mà có nhu cầu lắp đặt thì đến ngay bên em, hoặc là comment ở phía dưới em tư vấn cho anh em nhé.